Cái thằng kia nó đập hư xe rồi. Hả? Gì? Cái thằng kia nó đập hư xe rồi. Hả? Đây là ở trên kỳ hợp kỳ tây của kỳ anh Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Hợp. Trên này là đồi núi, là cũng giống như kiểu là trên Yên Bái đây. Đó. Ở cái vùng thấp ở dưới này ấy, thì người ta hay trồng lạc. Quá nhiều lạc luôn. Trồng cả sắn á, nhưng mà sắn thì ít hơn. Có kia đằng kia là sắn này. Đây là ngô này. Đây là khoai lang, ngô. Lạc và có cả dưa hấu. À đây. Hấu đâu nhỉ? À đây. Đây. Đây dưa này. Đây. Những dây dưa đang ra hoa ra quả đây. Dưa hấu dài đấy, quả đấy, xem có quả nào to không, tại vì trong nhà có ăn quả to rồi mà. Thái ra à, đây quả dưa này là dưa gì mà lại là dưa vàng nhỉ, đấy quả ăn cũng ngọt. Ở bên này lại là dưa xanh nhỉ. Khoai lang ăn ngon lắm. Bây giờ mình đi ra suối một tí nha, xem hôm bây giờ suối có nước không. Trên này vẫn con người vẫn khai thác ít, cho nên là suối vẫn còn ba ba nhá, vẫn còn rất nhiều ba ba cá rắn đấy. Đây đẹp không, tiếng chim chóc nhiều lắm. Mùa này bây giờ là tháng đầu tháng 5 rồi. Hôm nay là quốc tế lao động, mùng 2 tháng 5, mùng 3 tháng 5 rồi. Là những con sáo rồi con tu hú kêu chào hè. Con chim bắt cua chọi cột.
sắn thì đang lên đây. Bữa trước thì mình quay cái video mà ở Yên Bái, ở nhà mình mà hái rau sắn thì ở đây cũng thế này. Sắn này cũng có thể hái được mấy này. Nhưng mà đang trồng này thì không ai người ta hái cái ngọn này. Bởi vì nó để nó còn lên cây cao nữa. Để lấy củ. Thế còn những cái sắn đổ hay sắn ở sắn thừa cây bỏ ở bãi mọc lên thì mình hái thôi. Chứ không ai hái cái này cả. Thế mình đi ra suối tí nhá. Thế bảo mùa này là mùa cạn nước. Thì không biết thế nào. Ôi. Rất nhiều cỏ trà mai luôn. Đây. Ngày bé mình đi đi chơi này, cái cỏ trà mai này. Đó. Nhìn thấy không? Cỏ trà mai này nó cắm vào quần á. Về gỡ cả buổi. Ta xem tí xem suối ở đâu nhỉ. Ô. Đoạn này là không thấy suối này. Không phải. Đây là ruộng mới gạt xong. Ơ chim kìa. À thì chắc là suối ở bên trái kia, để mình tìm đường xuống nhá. Mùa này mới gặt xong, ở trên này thì vẫn gặt theo kiểu là thủ công. Là gặt xong là dùng máy tuốt lúa đi tuốt. Nhà bác mình ở trên này thì làm nghề tuốt lúa, cho nên là từ sáng giờ phải đi tuốt cho người ta rồi. Nhiều người tuốt từ gặt lúa từ hôm qua rồi vẫn đang chờ. Ở dưới này là suối nhưng mà làm sao để xuống được đây. À có nhìn được con nước kìa. Làm sao để xuống nhỉ. Trời ơi. Trên này vẫn nhiều, khá nhiều gỗ đấy. Không thấy đường xuống, mình vừa được chỉ là đi ra cái lùm cây này để xuống mà. Không thấy có đường.